Sao em biết anh ở nhà mà tới vậy? Thần giao cách cảm mà. Em ngồi đi. Dạ. Hồi nãy em thấy trong người không được khỏe, em định về nhà nghỉ một chút, nhưng mà em thử tạt qua đây coi có nhà hay không. Vậy mới tìm được một đề toán rất là hay. Anh phục em thiệt đó. Lúc nào cũng nghĩ tới bài vở, kể cả trong người không được khỏe nữa. Tại vì em không muốn phụ lòng anh mà. À, em muốn trà nghe. Dạ thôi em không uống trà đâu, em xuống dưới bếp lấy nước lọc là được rồi. Thôi để anh lấy cho. Thôi anh để em đâu phải là khách. Ủa, em thấy ở dưới bếp anh bày nhiều thứ quá à, định nấu món gì hả? Có cần em giúp không? Không cần đâu. Đâu để toán đầu đến coi. Anh lấy cái túi giùm em đi anh. Vân, em sao vậy? Em thấy chóng mặt quá. Đến coi. Trời đất ơi, nóng quá. Thôi em nằm xuống đây đỡ đi. Không sao đâu, để anh đi lấy khăn lau mát cho em nghe. Dạ. Tới kịp lúc đó, giúp anh một tay nghe. Nhưng mà Tuyết Nhân bị sao vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Tới đây hỏi bà vợ, rồi cái đột nhiên chóng mặt. Rồi bây giờ, đó, nằm đó đó, anh qua giúp anh tay đi. Nhưng có sao không? Ôi, nóng quá. Mình mới tới hả? Để mình lau mát cho nghe. Em giúp anh. Từ sáng giờ á tôi chạy hả, vòng vô các siêu thị hả, tôi đi vòng. Tao nói tôi thấy bà nào á tôi cũng nhìn ngó hết trơn cái trọi. Chà, cái kiểu này á, tới cái ngày nào đó người ta dòm tôi chắc ta tưởng tôi dân biến thái lắm. Mà Sài Gòn mênh mông biết đâu mà tìm anh ba, với lại chưa chắc mợ hai ở thành phố này. Hôm bữa đó cậu hai gặp mợ hai, nhìn dáng dấp đó cậu hai nói là chắc chắn là mợ hai đang ở thành phố nè. Tại cậu hai mong gặp nên mới tưởng tượng vậy thôi, chứ sao mà nhìn dáng dấp rồi biết nơi sống của người ta được. Mà thôi thì kệ, mình cứ đi tìm hoài, quả mai là có ngày gặp được à. Tôi hỏi anh nè, tôi nói cho anh nghe, gặp cậu hai mà mợ hai không nhận, tức là mợ còn giận cậu nhiều lắm. Thì đó, cậu hai chỉ mong gặp được mợ hai, thứ nhất á, là để biết được tin tức về đứa nhỏ con mình, thứ hai á, là để nói lời xin lỗi mợ hai.
Mà công nhận nha, đàn bà giận dai dễ sợ. Ai chứ tôi không có đâu nghe. Nhưng mà mợ hai chắc là trải qua nhiều đau khổ lắm, cho nên mới giận tới giờ đó. Dù gì cũng vậy, phải nói chuyện với cậu hai một lần chứ. Bởi vậy đó tôi quyết định vậy nè. Từ nay ha, mỗi lần ra đường đó, con mắt tôi đó phải liếc nghiêng liếc xéo. Hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ gặp được mợ hai. Hay quá ha. Đi ra ngoài đường mà mắt cứ láo liên liếc qua liếc lại, người ta tưởng ăn trộm, người ta bắt con ngài đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ gặp rồi mợ hai chối, không nhận rồi sao? Không lẽ anh níu áo lại rồi anh ôm mợ lại anh la làng lên hả? Chứ, vậy là năm chưa biết được bản lĩnh của tôi rồi. Tôi không gặp mợ thì thôi nha. Tôi mà gặp được mợ rồi á, xin lỗi, tôi không bao giờ tôi để cho mợ hai thoát khỏi tay tôi đâu. Hay quá, nói giỏi dữ hen. Thôi, tôi lo tôi dọn quán bán, ngồi ở đây nghe nổ hồi banh chành cái quán khỏi bán luôn đó. Vậy là năm không tin tưởng tôi hả? Không biết. Ý coi kìa. Trời ơi. Wow hay ta, anh biết bằng cá luôn hả? Giỏi dữ ta. Đó ha, thấy sao? Trời ơi, sướng quá. Hôm nay nhiều đồ ăn ghê luôn. Nè, đãi em phải không? Không. Không hả? Ừ. Không là em không có thèm ăn đâu nha. Chút nữa ế đáng chịu đó. Thôi. Để em nếm thử coi nha, biết ngon không ha. Thử nha. Thử đi. Sao? Dễ. Dở hả? Dở hả? Đừng. Buông tay em ra, Không. Dám chê tôi. Đổ bây giờ. Công lao của tôi hả? Không làm mà. Thức đêm. Nhộn em nha. Dám chê tôi hả? Khen ngon không? Khen. Thôi, buông ra đi mà. Rồi, khen ngon. Đi. Ngon. Vậy á. Ngon lắm. Sao? Phải ngon mới được chứ. Hôm nay anh đừng nghĩ đột xuất. Anh cố tình nấu món này đó để anh với em với anh hai cùng ngoại với nhau, để anh hai có điều kiện gần gũi và hiểu em hơn. Vậy mà tiếc quá, anh hai không có về được. Không mấy mình ăn luôn ha. Hay là mình để Tuyết Dân thức dậy rồi ăn luôn cho vui. Tuyết Dân không khỏe, để lát nữa anh ra đầu đường mua cháo cho cổ. Em phải thưởng thức tài nghệ của anh chứ. Cái nồi lẩu bự như vậy hai đứa ăn làm sao mà vui được. Kêu Dân ăn đi, biết đâu nóng nóng sẽ hết bệnh đó. Đi. Đi. Để em. Ủa Dân đâu rồi? Dân ơi. Tôi Dân ơi. Cái túi sách cũng không có luôn. Nãy giờ em có làm gì cho Dân buồn không? Không phải tại em đâu. Tại có em ở đây cho nên Dân mới nhận bỏ về đó. Em đừng có lo, em không có lỗi gì hết.
nè, trưa trời trưa trật rồi, bà không lo nấu cơm đi, lát nữa thằng nhỏ nó về á, nó nói bụng nó la gian trời đó. Tại sao tôi phải nấu? Hôm nay con Tuyết Vân nó nghỉ làm ở nhà đó, nó phải biết bổn phận của nó chứ, chứ không phải nằm trong phòng rồi diện cớ rồi đổ hết cho tôi. Tôi không có nấu đâu, để coi nó nằm trong đó tới chừng nào. Bà nhắc tôi cũng nhớ nè, không biết cái chuyện gì mà nãy giờ không thấy nó ra nữa. Trời, đâu bà vô bà coi coi nó có bị sao không. Sao là sao? Là biến chứ sao. Trời, tôi rành quá mà, thấy mình chiều chuộng nó quá rồi nó lên mặt nó làm tới. Cái bà Vân ơi, Vân, Vân ơi, nhỏ này nó bị sao vậy ta? Ngủ chứ sao, sướng quá mà, chỉ có tôi với ông nè còng lưng ở đây ngồi may thôi, còn nó nằm trong đó nó ngủ. Để tôi vô tôi coi nó sao. Tuyết Vân, Tuyết Vân à, Tuyết Vân, con sao vậy? Bà ơi, không xong rồi, bà vô đây coi nó sao nè. Gì trời, vụ gì vậy? Trời, dở cái mồm lên coi, nhanh lên, chậm chạp quá trời. Trời đất ơi, sao nó nóng dữ vậy nè. Cha, ông nè, chạy đi mua thuốc nhanh lên. À, để tôi đi mua. Đi đi, nhanh lên nha. Ừ. Trời ơi, sao nóng dữ vậy? Ủa má, má làm gì thấy ghê vậy? Cái gì mà khẩu trang rồi mắt kiến rồi áo khoác gì nữa? Trời nắng quá, má sợ đen da. Con thấy lạ lắm nha, hồi trước giờ có bao giờ má quan trọng đến mấy chuyện này đâu. Ờ, bây giờ má lớn tuổi rồi, da của người lớn tuổi phải khác chứ con. Mà tôi nhiều chuyện quá, lẹ lên con. Dạ. Con, đồ nam nhiều quá kìa, con qua bên đó lựa vài bộ đi, để má qua bên kia coi đồ nữ ha. Dạ. Ủa? Con, má, con làm ở đây hả? Dạ, má đi một mình hả? Không, má đi với em con. Mà con làm ở đây có vất vả lắm không con? Dạ không, đâu có gì đâu vất vả má. À, con à, thôi má đi đây, để bữa nào má qua nhà má con mình nói chuyện với nhau nha. Dạ. Má đi ha. Sao, con có lựa được đồ gì? Dạ chưa, để con qua đây con coi thử. À, vậy thôi, đi đi con. Dạ, đi. Dạ sao má? Đi qua đây. Dạ, nhưng mà con... Đi. Dạ, dạ má.
cái này muốn giở trò gì đây? Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì khóa máy. Cho dù em làm cách nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi tay anh đâu. Anh Khang, tới đây chi vậy? Anh tính đi đâu vậy? Đi công chuyện, có gì không? Nói gì nói lẹ đi. Anh vô nhà đi, em có chuyện cần nói với anh nè. Nói cái gì, đang bận công chuyện gấp lắm, mệt quá. Thằng Tuấn đầu bò, nó bị tóm rồi đó, anh hay tin chưa? Cái gì? Vô đây. Nó bị bắt hồi nào vậy? Mới tức thì nè, công an vô tận nhà tóm cổ nó luôn đó. Nhưng mà vụ gì mới được chứ? Thì cái vụ chiếc xe hôm bữa đó, nó tham nó để lại xài, nó cho con em mượn đi chơi, bị chủ xe nhìn thấy được nên con em bị tóm, rồi con em khai ra, bây giờ bị tóm hết rồi. Má là cái thằng này, đã cảnh báo với nó rồi vậy mà cũng không chịu nghe nữa. Anh nhắm thằng Tuấn, nó có khai ra tụi mình không? Anh nghĩ là không đâu. Ít ra nó cũng phải giữ cái chỗ để sau này còn làm ăn nữa chứ. Biết đâu được. Thì nói vậy thôi, chứ bây giờ dù sao mình phải cẩn thận một chút chứ, lo trước vững hơn. Anh à, hay là mình kiếm cái nghề nào ổn định hơn đi. Làm cái nghề này em hồi hộp quá, chắc con ngại em bị đau tim luôn á. Em nói hay quá. Em thấy có cái nghề nào dễ kiếm tiền như nghề này không? Làm ăn thì phải liều một chút chứ. Nhiều lúc nghĩ tới tương lai em thấy buồn lắm. Thằng Tuấn đầu bọ nó bị bắt, còn có vợ con nó lo. Chứ như em á, lỡ có chuyện gì xảy ra chắc chết rụt ở trong đó luôn, không có ai thăm nom hết á. Nói chuyện bậy bạ không à? Anh Khang, tụi mình cưới nhau đi anh. Ừ. Em muốn vậy thiệt hả? Ừ. Em muốn chúng ta có trách nhiệm với nhau. Anh với em đều không có gia đình, không có người thân. Em muốn tụi mình chính thức là vợ chồng. Anh Khang, anh nghĩ kỹ lại đi. Bao nhiêu năm qua có ai một lòng một dạ với anh như em không? Thôi được rồi. Anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Ừ. Khi nào em mới có được câu trả lời của anh? Một tháng đi ha. Sau một tháng, anh hứa với em, anh sẽ quyết định chuyện này một cách nghiêm túc. Anh giữ lời hứa đó nghe. Mà nè, nhưng em cũng phải nhớ một điều. Trong thời gian một tháng, nếu như em can thiệp quá mức vào chuyện riêng tư của anh, là coi như anh xóa bỏ lời hứa đó nha. Được, em nhớ rồi. Làm ơn nhanh lên giùm một cái. Đây nè, có thuốc nè, cho nó uống đi. Đây, cầm ly nước cho đàng hoàng, tôi lấy thuốc coi. Cầm coi. Nè, vậy uống thuốc nè. Tuyết Vân, ngồi dậy uống thuốc. Má. Má tí cái gì? Ngồi dậy uống thuốc giùm cái đi, cho tao còn ra nấu cơm nữa. Nhanh lên, ngồi dậy. Nè, đó. Nè, ông giám đốc đó, biết mày bệnh chưa? Có cần để tao tới xin cho mày nghỉ không? Không cần. Không cần đâu má, chú Thiện biết rồi. Thôi vậy tốt rồi, thôi nằm nghỉ đi. Thế nào ông cũng tới thăm mày à. Để tao xuống còn nấu cơm nữa đó. Còn ông đó, lo dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nha. Chuẩn bị có khách đó. Riết rồi, chuyển qua làm thầy bói hồi nào không biết nữa. Con nằm nghỉ nha, uống thuốc vô rồi chút xíu là nó hạ sốt liền à. Có gì kêu ba nha. Dạ. Đồ quá trời luôn. Bà má này, con đâu cần mua nhiều đồ vậy đâu, má cứ ép con mua hoài à. Bà còn càng dặn má phải mua cho con đó, thì con cứ chịu ý ba con, cho ba con vui lòng. Ngoài mấy lúc phải mặc đồng phục tới trường, con cứ mặc mấy đồ này để cho ba con vui. Dạ, bà má.
Má không mua cho má đi. Má đã có nhiều quần áo lắm, không cần phải mua đâu con. Dạ không được, ba có đồ mới, con có đồ mới, thì má cũng phải có đồ mới, cả gia đình mình cùng mới chứ. Thôi, má không cần phải mua đâu. Đi con. Má. Má. Má làm gì vậy? Tự nhiên trong siêu thị má đeo bắt kiến chi vậy? Má trốn tránh ai hả? Bậy nè, trốn tránh cái gì chứ. Đồ này hợp với má nè, đi mau con. Má, má, má sao vậy? Mày nói cái gì vậy Dân? Hả? Con sao rồi? Mau tỉnh dậy mà nói rõ ràng cho tao nghe coi. Vậy bà làm cái giống gì vậy? Con nhỏ nó đang bệnh, nó mê sảng nó nói vậy thôi. Bà thắc mắc làm gì? Ông thì biết cái gì? Để tôi hỏi cho nó ra lẽ chứ. Tuyết Dân, tỉnh dậy coi. Mày nói rõ ràng cho tao nghe coi. Nè, ông giám đốc ông bỏ mày rồi hả? Dạ, dạ không. Mày nói thiệt cho tao biết đi để tao tính. Có phải ông giám đốc đó ông hết thương mày rồi phải không? Dạ không, không phải. Trời, ba này thiệt tình. Để cho con nhỏ nghỉ ngơi chút coi. Thôi đi, đi đi, để cho con nhỏ cái nghỉ ngơi. Ông này kỳ cục, để tôi hỏi cho nó ra đi lẽ mà. Cái ông này kỳ cục quá. Má, không mấy má lựa đi, con đi mua nước uống cũng khát nước quá à. Con mua cho má luôn nha. Tôi đi mua đi. Dạ. Dạ, mời cô xem bên này. Cô ơi, cháu có mấy mẫu này rất hợp với cô. Cô đang lựa đồ cho con gái. À, dáng người con gái của cô như thế nào hả cô? Cơ con đó. Dạ, vậy để con lấy những mẫu đang thịnh cho cô nha. Dạ. Ừ, cái gì vậy? Bà, uống nước đi bà. Không khác. Tôi nghi lắm nha. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không á, thì mắc mớ gì mà con Tuyết Dân nó nằm mê sản mà nó nói như vậy. Ông gì? Sao con Tuyết Dân nó bệnh, nó nằm cả ngày ở nhà mà không thấy mặt mũi ông giám đốc đâu hết vậy? Có khi nào ông lơ con nhỏ rồi không? Ông giám đốc á, ông có tình ý với con Tuyết Dân hồi nào đâu mà bà nói lơ với không lơ. Mọi chuyện á là tự bà đặt ra, do bà suy diễn lung tung. Mệt quá. Con á đau bệnh bà không lo. Lo gì đâu không à. Ôi, ông hay quá ha. Xin lỗi, có ai trong nhà cho tôi hỏi thăm chút à? Có ai ở nhà không? Xin lỗi, đây có phải là nhà Tuyết Dân không à? Dạ phải anh. Dạ chào chị. Dạ. Đây là nhà Tuyết Dân à? Dạ đúng rồi. Vậy cho tôi vô trong nói chuyện chút được không ạ? Dạ 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 được, dạ được. Dạ 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 mời anh vô. Dạ. Dạ dạ chào dạ. Anh. Dạ. Dạ chào anh. Dạ dạ dạ, dạ. Mời anh ngồi đi anh. Anh ngồi anh. Đi dạ. Anh. Dạ. Dạ. Mời anh uống nước à. Dạ chẳng hay anh tới tìm Tuyết Dân có chuyện gì ạ? Dạ tôi thay mặt cậu hai thiện của tôi là giám đốc của cô Tuyết Dân á, ở đây có chút quà gửi cho cô Tuyết Dân. Dạ. Dạ. Dạ mời anh uống nước à. Dạ. Uống nước đi anh. Cảm ơn chị. Dạ vậy coi như tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xin phép hai anh chị tôi về có chút việc. Dạ. 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 Dạ, dạ cảm ơn anh nha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Em có chuyện gì vui lắm đúng không? Ừ. Kể cho anh nghe đi. Anh Vĩnh. Anh có lời với em rồi anh Vĩnh. Chị em đã nhận lời. Tôi có một chút xíu băn khoăn, nhưng mà em không có từ chối được. Em nghĩ là mình cũng có quyền đón nhận hạnh phúc từ người đó đúng không anh Vĩnh? Em nhận định như vậy là đúng đó. Chứ đừng gì so sánh mình với người khác,
mà hạ thấp bản thân. Anh rất mừng cho em. Em rất mừng, bởi vì bên cạnh em còn có một người bạn tốt giống như anh Vĩnh vậy. Được em coi là bạn tốt, anh thấy vui lắm. Vậy khi nào em giới thiệu người bạn tốt này cho người yêu của em? Trời ơi, đã ghê vậy đó. Toàn là những món sang trọng không à. Ông còn cho người đem quà tới, chứng tỏ là ông vẫn còn quan tâm. Tôi biết bây giờ mình phải làm gì rồi. Nè, bà tính làm gì nữa đây? Chuyện của tôi ông không cần biết. Chí Dân à, đợi chút nào chứ con. Đúng là đàn bà. Trời, quá trời luôn. Ôi, đẹp quá à má. Mấy cái này chắc mắc tiền lắm hả má? Tiền không có quan trọng, quan trọng là con có thích hay không thôi. Đẹp vậy sao con không thích được? Con vô mặt thử cho má ngắm với. Dạ. Đợi con một chút nha. Thích quá à. Thấy má con của con vui vẻ như vậy, má mừng lắm á. Con cũng vui lắm má. Nhưng mà má còn chờ đợi cái ngày mà chị em con Bích nó được gặp nhau. Cái ngày mà con với nó công khai là má với con. Tới cái ngày đó má mới yên lòng, má nhắm mắt được. Má còn khỏe mà. Wow. Đẹp không ngoại? Đẹp. Cháu của ngoại đẹp lắm. Đẹp như là hoa hậu vậy đó. Con gái của má đúng là xinh đẹp đó. Đẹp quá à, thích quá à. Bích nè, má thấy con làm việc ở siêu thị vất vả quá. Nếu mà con muốn mở một shop thời trang á thì má sẽ... Không cần đâu má ơi, con thấy công việc cũng đâu vất vả gì đâu. Với lại hả, bạn con nói là có vất vả kiếm tiền thì mới biết quý trọng đồng tiền được. Bạn nào vậy con? Có phải là... Con Bích nó có bạn trai rồi. Ngoại. Nhưng mà nó chưa có chịu dẫn về nhà giới thiệu. Có thiệt không con? Dạ. Sao con không đưa bạn về cho ngoại với má biết mặt? Thôi từ từ đi mà, tụi con chỉ mới quen nhau thôi hả? Con à, nghe vậy má rất mừng. Vì dạo gần đây con thay đổi rất tốt. Má nghĩ chắc là phần nào cũng do tác động của người bạn con đó. Nhưng mà má không thể không nhắc con, làm thân con gái khôn 3 năm dài 1 giờ, con phải biết giữ mình nha con. Má đừng lo, con sẽ không bao giờ đi vô vết xe đổ của má đâu. Con thay đồ ạ. Má, con Bích nó vừa nói cái gì, má có nghe không? Thì đó, nó nghĩ trước kia. Má, nó nghĩ trước kia là con lỡ dại với người ta, rồi mới sanh ra nó, bởi vậy nó mới mặc cảm vậy đó. Nhiều khi má muốn nói hết mọi chuyện cho nó hiểu mà con cứ cản hoài à. Má, sẽ có lúc con nói cho nó hiểu. Má ráng chờ con nha má. Chú Phi, em thấy mấy bữa nay anh hai không được vui. Chắc anh hai bận lòng về chuyện gặp chị hai bữa trước phải không? Cái cảm giác vợ con đang ở rất gần mà lại không biết được,
Cảm giác đó thật là khó chịu chú ạ. Anh hai, sao anh không thử đăng tin trên đài trên báo xem? Anh cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng làm vậy có khi sẽ tổn hại tới Tuyết Minh. Có thể là hiện nay Tuyết Minh đã có một gia đình êm ấm. Nếu tình cờ đọc được tin nhắn đó, chồng cô ấy sẽ phản ứng ra sao? Đó là chưa kể tới các mối quan hệ xã hội khác của Tuyết Minh nữa. Anh chỉ muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Khó khăn lắm anh mới gặp được. Tiếc là anh đã để vụt mất cơ hội. Nhưng mà chú đừng có lo, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp lại chị hai của chú. Anh tin chắc về điều đó. Em cũng tin như vậy. Thôi, cậu xuống đây đi, cho tôi hỏi thăm chút coi. Chú thấy Tuyết Vân học hành tiến bộ chứ? Dạ, Tuyết Vân vừa sáng dạ lại vừa chịu khó nữa. Vào đại học là chuyện trong khả năng của cô ấy, anh đừng có lo. Vậy còn Bích? Dạ, Bích tuy cũng sáng dạ, nhưng không có chịu khó bằng Tuyết Vân. Với lại Bích mất căn bản nặng nề ở nhiều môn, nên khá vất vả đó. Chú có lòng tin Bích sẽ đi tới cùng chứ? Dạ, em tin chứ. Bích nói rồi, năm học tới Bích sẽ đăng ký học lại lớp 12. Anh cảm thấy tình cảm của chú dành cho Bích không đơn thuần chỉ là bạn bè. Anh hai nói không có sai, em bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Bích rồi đó. Anh thật không hiểu nổi chú, sao chú có thể đặt tình cảm của mình cho kiểu người như Bích được? Tại anh chưa hiểu Bích cho nên mới nói vậy. Em hy vọng một ngày gần đây anh sẽ gần gũi và hiểu Bích hơn. Lúc đó anh hai sẽ không còn trách em nữa. Cũng không hẳn là anh trách chú. Anh đã nghĩ không xen vào chuyện tình cảm riêng tư của chú nữa. Nhưng anh là anh, quyền huynh thế phụ. Anh muốn có mấy lời với chú, không biết chú có vui lòng lắng nghe không? Dạ, anh hai nói đi, em nghe mà. Tính cách của chú và Bích hoàn toàn trái ngược nhau. Hai người không hợp với nhau đâu. Anh thấy Tuyết Vân mới đúng là kiểu người hợp với chú đó. Mẫu người phụ nữ lý tưởng trước đây của em đúng là giống với Tuyết Vân. Nhưng lạ một điều, khi gần gũi với Tuyết Vân em không hề rung động gì hết. Nhưng mà với Bích thì khác anh hai à. Chú có nghĩ chính vì tính cách khác nhau đó mà chú tò mò muốn khám phá và tưởng lầm là mình yêu Bích? Không, em thật lòng yêu Bích, em biết điều đó mà. Trước đây do hoàn cảnh gia đình, Bích luôn có ý muốn chống đối với mọi người xung quanh, muốn chứng tỏ mình là người sống bất cần đời. Nhưng thật ra thì cô ấy rất là yếu đuối. Anh thấy bây giờ Bích khác trước nhiều không? Đúng, đúng là Bích bây giờ rất khác. Nhưng điều đó cũng không lạ. Thời gian đầu mới yêu, vì muốn làm vừa lòng chú, chú nói gì Bích cũng nghe theo hết. Nhưng sau này thì sao? Anh e là mọi thứ trở lại như cũ, tính nào tật đó. Tại vì anh chưa hiểu Bích thôi. Anh không ngăn cản, nhưng cũng không có nghĩa là anh ủng hộ đâu. Nói thật lòng, anh vẫn muốn chú đến với Tuyết Vân hơn. Thật ra thì Tuyết Vân không đơn thuần như anh tưởng đâu anh hai à. Theo em thì tâm hồn của Bích coi vậy mà trong sáng hơn tâm hồn của Tuyết Vân đó. Anh biết, khi thương thì trái ấu cũng tròn. Chú thương Bích, nói tốt cho Bích là dĩ nhiên. Nhưng chú cũng đừng vì vậy mà chú nói những lời không tốt cho Tuyết Vân chứ. Anh hai à, mình thiệt là, sao lại nói điều đó với anh hai chứ? Thank you.
vật nhiễm điện, mang điện hay còn gọi là điện tích, là có khả năng hút các vật nhẹ. Có 3 hiện tượng nhiễm điện. Nhiễm điện do cọ xát nè, nhiễm điện do hưởng ứng nè, và nhiễm điện do tiếp xúc. Một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm ta xét được gọi là điện tích điểm nè. Các điện tích cùng dấu thì sẽ đẩy nhau, còn nếu mà ngược dấu thì sẽ hút nhau. Dữ không? Đúng. Bây giờ nói cho anh nghe định luật Coulomb đi. Rồi. Định luật Coulomb hả? Lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm được đặt trong chân không sẽ có phương trùng với đường thẳng. Nói hai điện tích đó sẽ có độ lớn tỷ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích, và tỷ lệ nghịch với sao? Tỷ lệ nghịch cái gì? Tỷ lệ nghịch cái gì? Với quên rồi phải không? Từ từ khoan đã. Phương đó, bình phương khoảng cách giữa chúng. Em nhớ mà. Giỏi lắm. Nhưng còn công thức em thuộc chưa? Nhìn là biết không thuộc rồi. Làm gì vậy? Đang học hành mà nắm tay nắm chân. Cô bói hả? Cô bói sao nhắm mắt? Chưa cảm nhận được. Nhắm mắt làm lại đi. Anh chơi ăn gian. Em giỏi lắm đó. Đúng rồi. Đoạn gian. À, Bích nè, sao em không chịu tới học cùng lúc với Tuyết Vân vậy? Em thấy như vậy không tiện. Tại sao lại không tiện? Tại vì em nghĩ anh phải dành nhiều thời gian cho Vân hơn. Vân sắp thi rồi, có em ở đó hai người sẽ bị chi phối đó. Nhưng mà anh đừng có lo, em sẽ học hết những gì anh giao, làm hết những bài tập anh cho. Ok. Vậy thì tạm được đó. Anh Phi, anh có biết là Vân thương anh không vậy? Em thấy vậy sao? Thiệt trong lòng em vẫn nghĩ là Nhân xứng đáng với anh hơn là em. Nữa rồi, Bích tự tin của anh đâu rồi? Nè, em không có được nghĩ lung tung nghe chưa? Ha? Cho dù Tuyết Vân có thương anh hay không đó, thì đó là chuyện của cổ. Em không cần phải bận tâm đâu. Vì trong lòng anh á, chỉ có một mình em thôi. Dạ mà cô. Chào chị. Dạ chào giám đốc. Chị dùng nước đi. Dạ cảm ơn giám đốc, lần này tôi không có uống. Cháu Tuyết Vân đã đỡ chưa chị? Tôi bận nhiều việc quá, không tới thăm cháu được. Dạ giám đốc á, cho người đại diện mang quà đến thăm là danh dự cho gia đình tôi lắm rồi. Mà con bé nó vẫn chưa khỏe, tôi đến đây á, là để xin giám đốc cho cháu nó nghỉ được 1-2 ngày nữa. Chị cứ nói với Tuyết Vân á, an tâm dưỡng bệnh đi. Rồi khi nào thật khỏe hãy tới công ty. Dạ, dạ cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc. Chị còn gì nữa không chị? Dạ, dạ còn một chuyện nữa. Chuyện này lớn lắm nha giám đốc. Nhưng mà lỡ mà nó có lớn quá đó thì giám đốc cứ cho là chuyện nhỏ đi ha. Không sao đâu chị cứ nói đi. Dạ
Số là gần đây nè, có người đến nhà hỏi cưới Tuyết Vân. Chỗ này danh giá lắm mà nha, bác sĩ đàng hoàng luôn đó. Nhưng mà vợ chồng tôi thấy giám đốc là chỗ ân nghĩa. Làm gì thì làm phải ưu tiên cho giám đốc chứ. Nếu mà giám đốc ưng Tuyết Vân nhà tôi á, thì cứ mạnh dạn bước tới đi, nuôi nó ăn học sao cũng được. Chị nói cái gì vậy? Tôi hiểu, tôi biết giám đốc thương Tuyết Vân nhà tôi nè, rồi nuôi cho nó ăn học thành tài rồi mới bước tới chứ gì. Nhưng mà con gái chỉ có một thời mà thôi, đâu có thể nào chờ đợi năm này qua năm khác được. Chị nhầm rồi. Nhầm cái gì mà nhầm? Tôi biết rồi. Giám đốc bắt cỡ chứ gì. Mạnh dạn bước tới đi, tôi gả liền à. Nếu mà không bước tới đó nha, tôi gả Tuyết Vân cho người ta ráng chịu á. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ coi Tuyết Vân như con cháu. Còn nếu như có đứa nào đàng hoàng bước tới mà Tuyết Vân chịu á, thì tôi cũng sẽ rất mừng. Giám đốc nói thiệt hả? Vậy chứ chị tưởng tôi nói chơi hay sao? Chị tưởng lâu nay tôi giúp đỡ cho gia đình chị là có ý đồ với Tuyết Vân hay sao? Chị lầm rồi. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã nói rất rõ ràng,